Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tô Lâm vội cho bắt non ông Lưu Bình Nhưỡng khi thiếu chứng cứ vững chắc. Có thể khẳng định gần như chắc chắn vụ bắt giữ nguyên trưởng ban dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng là một vụ việc mang màu sắc chính trị hơn là kinh tế hay hình sự. Đó là ý kiến nhận xét chung của giới quan sát chính trị tại Việt Nam mà tờ Thời báo.de có dịp tiếp xúc trong những ngày gần đây. Ngoài ra còn có những ý kiến cho rằng những cáo buộc ông Nhưỡng dính đến tham nhũng, giang hồ chỉ là một cái cớ để bắt. Mục đích sâu xa là bịt miệng lại vị đại biểu Quốc hội cứng đầu mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biết rất rõ ai là kẻ đứng sau Lưu Bình Nhưỡng. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trong một phiên chất vấn ở nghị trường Quốc hội khóa 14. Chuyện Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gần đây đang lo sốt vó vì sợ bị loại ra bởi những sai phạm trầm trọng của ông ta liên quan đến các bản án oan sai, nhất là các vụ tử tù oan đầy tai tiếng. Trong lúc Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang nằm trong thế trận bát quái của các đối thủ chính trị liên quan đến các sai phạm lạm quyền tạo điều kiện cho nhóm lợi ích của ngành công an kiếm trác rất lớn. Mới đây, Bộ Công an Việt Nam lại có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định. Đến mức truyền thông nhà nước cũng phải lên tiếng tại sao phải thay đổi và thay đổi có lợi ích gì. Trong khi đó, trên mạng xã hội, giới thạo tin tiết lộ một thông tin không hay trong Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đó là một thông tin cho biết bên làm phần mềm cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an, mấy năm gần đây năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào 3.000 tỷ. Đây cũng là một phần lý do người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho rất nhiều quyền đến như vậy. Cho đến hiện tại, người đốt lò cũng chỉ hy vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này. Những điều vừa liệt kê có liên quan gì tới bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 10 tháng 11 với cái tít hàng triệu giấy phép lái xe đang sử dụng bình thường, vì sao phải đổi? Theo đó, đại biểu Vi Đức Thọ của Sơn La cho rằng các giấy phép lái xe thuộc phạm vi trên chủ yếu là giấy phép lái xe máy không thời hạn, số lượng rất lớn. Nếu bắt buộc phải đổi có thể gây lãng phí. Điều này có liên quan gì tới việc ông Tô Lâm phải cho bắt ngay ông Lưu Bình Nhưỡng sau khi thiếu chứng cứ vững chắc? Hàng triệu giấy phép lái xe đang sử dụng bình thường, vì sao phải đổi như vậy? Trở lại câu chuyện ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biết rất rõ ai là kẻ đứng sau lưng ông Lưu Bình Nhưỡng. Hay nói chính xác, ông Nhưỡng chỉ làm cái loa cho lãnh đạo Quốc hội trong thời gian vừa qua. Nghĩa là ông Nhưỡng cũng chỉ là nạn nhân trong một âm mưu chính trị của Vương Đình Huệ nhằm loại bỏ Tô Lâm và các đối thủ chính trị khác trong cuộc đua nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 và hơn thế nữa là chiếc ghế Tổng Bí Thư. Các đối thủ của Vương Đình Huệ hiện nay là Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và một đối thủ không kém quan trọng là Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại sao phải nói như vậy? Thứ nhất, dù rằng ông Lưu Bình Nhưỡng từng có những phát biểu được ví như cái tát vào mặt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, như không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích nhóm cá nhân. Trước tình trạng ông Trọng quá lấn sân Quốc hội, tự tay Tổng Bí Thư chọn nhân sự đại biểu Quốc hội làm ông Xếp Huệ mất miếng. Vậy mà đại biểu Nhưỡng khi đó vẫn bình an vô sự. Nếu không phải là cái loa của Quốc hội thì Tổng Bí Thư gạch tên ông Nhưỡng trong một nốt nhạc. Bộ cánh cổng bằng gỗ ở nhà riêng ông Lưu Bình Nhưỡng tại Thái Bình mà Bộ Công an cho rằng do đi cưỡng đoạt mà có. Thứ hai, trước khi bị bắt, mặc dù ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội với các phát biểu được cho là rất nhạy cảm, thậm chí còn bị truất quyền ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhưng ông Vương Đình Huệ vẫn tiếp tục sử dụng và bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức vụ Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với nhiệm vụ tiếp tục chọc ngoáy. Mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chính là nạn nhân và cũng là mục tiêu của ông. Đó là lý do vì sao Tô Lâm lại vội vàng giao cho Công an Thái Bình bắt khẩn cấp Lưu Bình Nhưỡng với nghi ngờ ông Nhưỡng nhận quả biếu là bộ cánh cửa từ bọn xã hội đen ở quê nhà. Và kính mời quý vị hãy tiếp xem phần 2 của Thời báo.de được trình bày tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm vội cho bắt non ông Lưu Bình Nhưỡng khi thiếu chứng cứ vững chắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Một thông tin nóng bỏng và thu hút được sự quan tâm của dư luận trong ngày 15 tháng 11 đó là Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam với cáo buộc về hoạt động cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 của Bộ luật hình sự tại Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 15 tháng 11 với tựa đề Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo buộc vai trò đồng phạm của nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11, về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện công tác khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhưỡng ngay sau đó, kéo dài trong nhiều giờ, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tờ báo này đã đăng tải như thế. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản đã gây tiếng vang rất mạnh trong và ngoài nước. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã huyện Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm của Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Được biết ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 từ năm 2016 đến năm 2021 thuộc tỉnh Bến Tre và là ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội, từng là cán bộ tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Hiện nay ông Nhưỡng là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mới nhất là vào ngày 27 tháng 9, ông Nhưỡng có cuộc gặp với các gia đình tử tù Nguyễn Văn Trường tại văn phòng Quốc hội. Việc cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt không nhằm ngoài dự đoán của giới quan sát, nhất là khi trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 với lý do quá tuổi. Mặc dù năm đó ông Lưu Bình Nhưỡng mới 58, còn ít hơn ông Nguyễn Phú Trọng 19 tuổi. Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội vì dân, được cử tri yêu mến và ủng hộ, có những phát biểu được đánh giá là nói thẳng, nói thật vào những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm. Nhưng ông Nhưỡng cũng là cái gai trong mắt các thế lực nắm quyền trong đảng, bởi những phát biểu thẳng thắn của ông đã làm cho nhiều kẻ phải nóng mặt. Vào tháng 10 năm 2018, ông Nhưỡng đã gây chú ý dư luận khi chỉ đích danh những sai phạm của cơ quan điều tra Bộ Công an mà ông cho là rất khủng khiếp. Nguyên văn lời ông Nhưỡng nói khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là: "Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong công việc này." Sau phát ngôn kể trên của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Bộ Công an đã cải chính và cho rằng phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng gây dư luận không tốt. Nghiêm trọng hơn, vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, trong buổi thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói rằng không được biến Quốc hội thành phòng kín để chia chác quyền lực. Cụ thể, theo báo Thanh Niên, bàn giao những tâm tư đến Quốc hội khóa sau,
đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Quốc hội phải cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói rằng, Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân, đặc biệt không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để mà gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực của đất nước. Phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng tiếp cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trường tại văn phòng Quốc hội. Phản ứng chung của dư luận xã hội cho rằng tiếc cho cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vì trong xã hội Việt Nam hiện nay không có chỗ đứng cho những người có tâm với đất nước, dám nói thẳng và nói thật như thế. Khi mà triết lý của những kẻ nắm quyền hiện nay, một cây thẳng họ cũng muốn bẻ cong, nếu không được thì họ sẽ bẻ gãy nó đi. Những ai không chấp nhận bị đắn cong theo ý chí của những kẻ nắm quyền lực thì sẽ bị loại trừ. Việt Nam hiện nay là một quốc gia rất kỳ lạ, đến cả phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội mà cũng không được phép nói thẳng những điều mà họ đang suy nghĩ. Thì thử hỏi số phận của nhân dân sẽ ra sao đây? Câu hỏi đặt ra là vậy có nên để tồn tại quốc hội này nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.